Nam Mô A Di Đà Phật. Bảy răng sứ sư Bồ Nha toàn sứ hầm dưới của một chú thiện nam nhân khoảng 60 tuổi sau khi đã hoàn thành mà chúng bị lắp lên miệng. Đợi điều trị nội nha cho hoàn tất rồi mới gắn răng sứ. Không gỡ thường khó thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, năm dược trị nam nhân tiết thực thuần chay dưỡng sinh là phúc, bất ăn đăng tạo bất mật ăn phúc, bất ngủ thần lộc. Hầu hết các bệnh tật đều do lối sống sai, lối ăn uống sai, lối suy nghĩ sai, tà tâm tà niệm, lối sống không biết lành mạnh điều độ, phóng túng của con người chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta biết quay về sống ăn uống là tự nhiên, sống theo triết lý phương Đông, biết thiểu dục duy túc, tiết dục, từ từ tiến đến đoạn dục thì càng tốt. Ăn uống tiết chế, giữ tâm thanh tịnh, giảm thiểu tối đa những thực phẩm có hại cho sức khỏe, có hại như rượu bia, cà phê, thuốc lá, bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la, những đồ công nghiệp, những đồ hóa chất, những đồ có chất bảo quản, đường cát trắng, đường nhà máy, bột nêm hóa chất, bột ngọt hóa chất, nước đá, nước lạnh, vân vân. Còn nếu chúng ta ăn uống thuần thực vật, thuận theo tự nhiên, theo lối thực dưỡng dưỡng sinh được nữa là tốt nhất, là lối ăn uống tốt nhất cho sức khỏe. Rồi cố gắng thiền định mỗi ngày, giữ tâm thanh tịnh, hạn chế tối đa thức khuya ăn khuya. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Om Mani Padme Hum. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sakya Mô Ni Phật. Sa thú, sa thú. Lành thay, lành thay. Mưa Sài Gòn vậy.